Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nhé. Bữa giờ có nhiều anh em yêu cầu mình là chia sẻ những cái mẫu hồ bể kính á, nuôi cá F1 với lại cá Nhật. Thì mình cũng lựa chọn rất là nhiều rồi. Ở đây mình thấy có cái mẫu hồ này rất là đẹp nha. Bữa nay mình chia sẻ trailer lên cho anh em xem. Thì nếu mà mọi người xem video thấy cái mẫu hồ này nó dễ thương á, anh em cứ comment bên dưới đi. Nếu mà đủ 1.000 lượt xem á thì mình sẽ lên full cái hồ này cho anh em mình tham khảo luôn nha. Mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop bên em á. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại em qua số Zalo trên màn hình nhé.